Vâng, chào chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Hoa Tiêu. Blog Hoa Tiêu đang ở phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay có những bức ảnh rất là đẹp của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Ở cắm tấm hình luôn á. Một biển âm bung hình của cậu luôn. Ở trên ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có một cuốn album nha các bạn. Cuốn album ghi lại dấu ấn của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Một cuốn album của cậu quá. Bức tranh này rất là đẹp. Không biết anh cảm nghĩ như thế nào khi thấy cái bức tranh này anh? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời nha anh. Quá đỉnh cao luôn. Đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trái sang phải nha. Đúng rồi. Rất là đẹp luôn. Khuôn mặt rất có hồn nha các bạn. Hình đẹp ghê không anh? Quá đẹp. Có chiếm hình nữa để tảng nè. Thành một thiên thần. Cậu Năm thiên thần luôn. Đẹp quá. Đúng rồi, tiêu. Đẹp ha. Và tấm hình này nữa cô, con thấy tấm hình này đẹp không cô? Ừ. Mình cũng thật đẹp luôn. Cô cũng nghe tấm hình đẹp này mọi người ơi. Quá đẹp luôn, con Năm thì phải đỉnh. Đây là cái một câu thơ. Bà đến đây mấy lần rồi? Lần đầu. Dạ. Dạ. Thì trưa ngày hôm nay là có cô Việt Kiều Mỹ cũng gửi ra ví một tấm hình của chú nghệ sĩ Vũ Linh rất là đẹp. Dạ, phía trước này. Bà vô coi đi ạ. Rất là đẹp luôn. Đây bà. Là giống như một cái kỷ lục của Việt Nam luôn rồi. Cậu Năm mà chỉ có duy nhất, chỉ có cậu Năm mới có một cái đám tang mà được nhiều người mến đến cậu. Bà thấy hình cậu đẹp không bà? Sự ra mà nói đẹp hả? Có duy nhất chỉ có cậu Năm thôi, Vũ Linh thôi. Dạ, hết Vũ Linh. Bà mê ra cậu Vũ Linh lắm hả? Rồi mấy anh em hát xã hội cũng hay mà hát hồi anh em nghe mình nói đúng không? Đúng. Dạ đúng. Kỷ lục Việt Nam chỉ có cậu Năm thôi. Cô lấy album là lật ra nè. Đó. Trời ơi đẹp. Ôi đẹp. Đẹp. Dạ. Cái ý nguyện thì cũng muốn lên thăm sắp tới lúc mà cậu. Dạ. Nói chung rất là nhiều người đó cô. Nên nó cũng nhiều người từ xa xôi cũng đến đây để thắp nén nhang. Nè sao mãi à? Chứ cũng còn như làm. Dạ. Dạ. Làm vật dụng. Dạ. Dạ. Cô lần đầu tiên đến với ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì cô cảm thấy như thế nào cô? Quá đẹp luôn. Cảm ơn gia đình. Dạ. Dạ. Bà rất là yêu quý chú nghệ sĩ Vũ Linh luôn hả bà? Dạ. Dạ. Những cái bức ảnh rất đẹp của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Quá trời đẹp luôn. Ồ, cái này rồi. Trời ơi. À, cái đó đẹp quá. Ủa tấm này đẹp quá trời đẹp luôn chị. Ờ cái này đẹp ghê luôn. Cái này đẹp luôn. Cái này đẹp luôn. Mỗi cái tấm hình là mỗi cái giai diện và mỗi cái thần thái khác nhau. Cái này đẹp không? Cái này tấm này là cái tấm để hình rút mình đưa đám rồi anh Trung. Tấm này cũng để mobile luôn á. Hết rồi. Tấm này là anh đó. Tấm này nè, tấm này để trong này để một viên nè. Tấm này là tấm này luôn. Quá đó đẹp. Trời ơi, hồi nãy giờ mới thấy mặt trên. Trời ơi, mới thấy mặt trên nè. Trời ơi, có môn tiên vậy đó. Chị thấy cái cuốn album này thì chị hết nhất cái tấm ảnh nào à? Tấm nào cũng thích. Nói chung là tấm nào cũng thích. Mỗi kiểu ra giấy nó tấm nào cũng đẹp nhau ấy. Dạ. Em thấy tấm nào cũng giống như chị cũng như. Dạ. Mỗi giai diễn đều vừa nói chung ra là cậu diễn xuất rất là hay. Người đến cũng con người quá chẳng thà. Quá trời luôn. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Ủa đây là hai mẹ con hả? Dạ đúng rồi, hai mẹ. Trời ơi, nãy giờ kêu chị. Vâng, album cũ cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Ở trên đây là bức ảnh giống như là địa tạng Dương Bồ Tát á các bạn. Nhưng mà hình ảnh cô chú nhé. Cậu Năm tại mộ hôm nay nha, bà cô chú anh chị và các bạn.
Thấy đẹp không? Thấy đẹp không mà ốc ốc tiêu? Dạ đẹp. Thấy hai tấm này em thích tấm nào nhất? Hả? Tấm nào cũng hết trơn. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì rất là đẹp, tỏ ra một hằng hái rất là có hồn. Đúng rồi. Dạ. Tấm này là cậu quý như một thiên thần. Dạ. Tấm đúng đó rồi. Thì giống như cậu như một Phật. Ha, dạ đúng tại, rồi. Ha. Dạ. Minh hình này là kỷ niệm những cái bay biển của cậu. Dạ. Đúng không? À, bây giờ thì chắc là em quay một vòng nữa cho bà cô chú anh chị các bạn xem cái tóc video của cô chú các bạn. Lại là xíu nữa em sẽ có một chút video tiếp theo. Xem thì cho anh xin một like một xíu nha. Còn có rất nhiều cô chú đến đây để giếng cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Đây nè. Đi từ dưới cao lên á. Nhưng mà ổn hộ. Đi từ dưới Cà Mau lên á. À đi từ dưới Cà Mau lên. Đây vô đây nó vô hả? Lúc nhiên đó. Dạ, vậy đây là cũng giả hả? Là quan cứng luôn nha. Trời ơi, từ xưa giờ cũng quên nó sống là đó. Nó mít lòng cái tai tiếng với ai. Dạ. Vậy là trong lòng của chú là chú Ngọ Sĩ Vũ Linh là số 1 hả chú ha? Nghệ sĩ chân chính rất là dạ. Chứ không phải như ký coi luôn. Em hỏi anh xin về cho con. Bức ảnh rất là đẹp luôn nhé các bạn. Bức ảnh giống như là bức ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát nha các bạn. Phần có những bức ảnh mới cũng không quên những bức ảnh cũ, bức ảnh đã gắn liền với cố nghệ sĩ Vũ Linh suốt 2 tháng ở đây nhé các bạn. Ghi lại những cái sự nghiệp của cậu cũng như là những cái giải cậu luôn đây quá. À đúng rồi. À, có giải gì? À, giải chắc là huy chương vàng gì của vận động viên quá đó. Cảm ơn nha. Trên bàn thờ của cô nghệ sĩ Vũ Linh bây giờ cũng có một mâm cơm chay nhé các bạn. Anh đốt nhầm rồi nè. Có nhang đâu ạ? Nhang rồi. Đây là nhang không nè. Nè, qua lăng thạch có mong gì? Qua lăng thạch nè. Dạ, cái cho nên là kênh Quang Lê và Thắng Lê Vlog ạ. Phần đây là ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nha các bạn. Vâng, video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú nha anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt.